Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2021 thì Kênh Nhà Nông Miền Tây trở lại cập nhật giá ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Tây để cho quý bà con mình tham khảo nha quý bà con. Thì do là hiện nay là giá ớt là có tăng nhẹ, cho nên là Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng rất là vui mừng khi được báo tin này tới quý bà con nè. Thì cụ thể giá ớt chỉ thiên ngày hôm nay như sau. Tình hình giá mua chung đó là từ 10 tới 20 ngàn đồng một ký nha quý bà con. Nhưng mà từ cụ thể ở Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long đó thì giá như sau. Ớt chỉ thiên thì ớt tơ, ớt đẹp, ớt củ nhất là từ 14 tới 18 ngàn đồng một ký. Ớt củ nhì, củ ba là từ 10 tới 14 ngàn đồng một ký. Tùy theo cách mua của lái mà giá cũng khác nha quý bà con nha. Ví dụ như lái mà mua lặt cuốn đó thì giá cao hơn, là từ 17 tới 20 ngàn đồng một ký. Còn mua có cuốn thì giảm 3 ngàn nha quý bà con nha, có nơi giảm 4 ngàn luôn. Ớt khô thì là từ 60 tới 65 ngàn đồng một ký. Đó, thì cái giá này cũng có thể chênh lệch từ 1 tới 2 ngàn đồng tùy theo tuyến đường vận chuyển xa gần, tùy theo cái ruộng ớt đẹp hay là xấu nữa. Quý bà con mình lưu ý dùm Kênh Nhà Nông Miền Tây cái chỗ này nha. Chứ nhiều khi quý bà con mình nói là ở giá Kênh Nhà Nông Miền Tây báo vậy mà sao mà anh em thương lái mua thấp hơn. Đó là do là nhiều khi mình cái ruộng ớt mình ở xa quá, cái đoạn đường vận chuyển nó khó khăn, thì anh em thương lái phải giảm một chút xíu để lấy cái chi phí để mà vận chuyển về tới dựa nữa. Rồi, nếu như quý bà con mình hôm nay bán ớt rồi và có giá thì cho Kênh Nhà Nông Miền Tây mình một cái bình luận ở bên dưới nha. Hoặc là anh em thương lái nè, mình mua rồi mình có giá của quý bà con rồi thì mình cũng bình luận cho Kênh Nhà Nông Miền Tây một cái nè. Cảm ơn quý bà con và anh em thương lái rất là nhiều luôn. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký Kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin chào và hẹn gặp lại.